Em nói anh ơi, anh ở đâu bây giờ, anh có gì á, anh có bị gì á, anh về anh liên lạc với em để em biết á, em kêu cha mẹ phụ giúp lo về cho anh đi về, chứ anh đừng không liên lạc gì, em sợ lắm, em sợ anh gặp chuyện này chuyện kia lắm anh ơi. Xin phép chào em gái nhá. Dạ. Em có thể giới thiệu em tên là gì? Em tên là Lê Thị Thúy Tài. Em quê ở đâu? Em quê ở Cần Thơ. Hôm nay em về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp gì đây? Dạ em nhờ anh đội hiệp sĩ Thanh Hải là giúp em là tìm chồng em. Chồng em mất tích 8 ngày. Tôi đi từ bữa 20 tháng 12 tới giờ không có về. Em nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải tìm giúp chồng nha em, nhờ mọi người chia sẻ tìm chồng giùm em. Chồng em tên là gì? Chồng em tên là Trần Hoàng Nam. Trần Hoàng Nam. Dạ. Em và chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ em với chồng em là quen 9 năm rồi mà cưới 5 năm là 14 năm anh. Em và chồng có đăng ký kết hôn chưa em? Dạ có. Có à? Được Dạ. được mấy bé rồi em? Dạ em được 2 bé. Một bé là 3 tuổi, một bé 2 tuổi. Em có thể chia sẻ sự việc chồng của em bỏ đi 8 ngày là như thế nào em? Cái câu chuyện của em á. Dạ chồng em là cái bữa tối 20 là nhà người ta có nhờ chồng em á là đi coi xe giùm chồng em là ở bên Campuchia á, rồi chồng em á là có đi là nói là tối nay là ông chủ cho xe cho gáp xuống rước chồng em đi, là bữa tối 20 là nói là 10 giờ gửi là xuống rước chồng em là 10 giờ gửi tối, rồi chồng em đi lúc đó là tới bữa 28 bữa nay 27 tháng 12 nhưng mà chồng em chưa có về. Hôm qua em có báo công an nhưng mà người ta nói người báo công an rồi giờ, nhưng mà em vẫn muốn nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải là giúp tìm kiếm chồng em giùm. Chồng em là trước khi đi là làm công việc gì? Dạ chồng em làm tài xế. Tài xế xe gì em? Dạ chồng em làm tài xế xe cuốc cho ông chủ. Cái đợt đó là ông chủ có chuyển khoản cho em 1 triệu là tên là Phan Văn Linh. Em chỉ biết ông chủ là tên Phan Văn Linh thôi. Còn ngoài ra em không có biết nhà ông chủ ở đâu hết trơn á. Em nghe chồng em nói là ông chồng em là làm ở Đại Nam. Ông chủ tên Phan Văn Linh ở Đại Nam thôi à. Bây giờ em tìm kiếm hoài mà em kiếm bạn bè chồng em nhưng mà không thấy. Chồng em làm cho ông chủ này lâu chưa? Dạ mới đây nè, mới 7 tây tháng 12 này hả anh. Hôm nay là ngày 17, vậy mới được 20 ngày, tính tới ngày hôm nay đúng không? Tới ngày 20, dạ, tính tới ngày 20 lãnh đi anh, À, dạ. vậy là được 14 ngày. Trước kia chồng em đã từng đi qua Cam mua xe gì đó chứ bao giờ chưa? Dạ có đi mấy năm rồi nhưng mà Mua là mua xe là mua sao ta? dạng dạng như là chồng em mua coi máy móc này kia á anh, gọi là biết xe máy móc là được hay không hay là tốt hay là im hay không á, là người ta đồng ý mua thì mua, mà đó giờ chồng em đi chỉ có 3 ngày là về à, mà giờ đi tới 8 ngày à. Mà không có liên lạc được, mà đó giờ chồng em đi là hay liên lạc về em với là hỏi con có bệnh gì này kia không, mà giờ không có điện đài được hết trơn. Em được mấy người con? Dạ em được 2 đứa. Bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ đứa 3 tuổi với đứa 2 tuổi. Trời ơi, còn nhỏ xíu à. Vậy là chồng em nói chung là thợ đi ha. Dạ. Là biết coi về máy móc, về xe. Dạ. Mà xe đó là xe mô tô hay là xe ô tô em? Em chồng em hay nói là xe đó dạng như là FZ rồi xe loại mấy trăm triệu anh. Xe đua tay co cái gì mà Da Z. dạ lúc này ra em không có rành về xe á, em nghe chồng em về hay kể em nghe lắm. Xe Da Z là mấy năm 600 triệu. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, ảnh có nói là ảnh dẫn ông chủ đi mua là xe Da Z cho con ổng á là 500 mấy chục triệu, mà mới có 2 ngày à là con ổng bị tai nạn xe đua xe, rồi ổng kêu chồng em đi đổi xe với ổng nữa, là đi từ bữa 20 tới giờ là không không về. Vậy là những lần trước đi qua đấy là thường thường là mấy ngày về? Ví dụ như là chồng em thường đi á, hồi xưa không có làm biển số xe chính chủ á, là chồng em là chỉ làm giấy tờ thôi á, là một đêm đi là dắp tối đi là một ngày là mua được, là khuya ngày mai là anh đã về rồi. Rồi từ lúc mà làm biển số xe chính chủ là 4 ngày là anh về, là trễ luôn đó, là 4 ngày. Còn giờ là tới 8 ngày mà không có điện đài rồi liên lạc được này kia nọ. Đi cái đấy là mình đi 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 đường nào? Em không có biết Có nữa. nghe chồng chia sẻ không?
Dạ không, em không có nghe chồng em chia sẻ là anh đi đường nào. Chồng em có hộ chiếu không? Dạ có hộ chiếu nhưng chưa bao giờ lấy theo. Ủa sao kỳ á, sao rất đi qua đường qua bên Cam là đi đi kiểu gì? Chắc em nghĩ là đi cái đường đường trong rừng quá anh. Tại vì hồi nãy em có nói sơ qua với anh Thanh Hải. Anh Thanh Hải nói là coi chừng chồng em là bị bắt về đi đường chui, mẹ đó em đâu nghe chồng em nói vụ đường chui này kia nọ đâu. Thường thường qua nước ngoài là phải có hộ chiếu mà. Dạ. Phải qua cửa khẩu đàng hoàng chứ, phải qua hải quan đàng hoàng. Dạ. Gì chứ. Mà chồng em đợt đó nghe nói là đi đường trong rừng không à, đi dạng như đi đường vắng lắm. Là ảnh có passport, ảnh có hộ chiếu nhưng mà ảnh không có đem theo, anh chỉ đem theo căn cước công dân với giấy tờ xe này kia nọ thôi. Kỳ á, thế dạ. Là có passport mà lại không đem theo thì cái này là thấy có gì đó. Dạ. Kỳ lạ ha. Không lẽ chồng em đi chui? Bởi hồi nãy là anh Thanh Hải cũng có nói như vậy đó. Em đang lo sợ nhất chồng em sẽ gặp điều gì? Em sợ chồng em cũng mất. Không ngờ em đang ngủ đâu đường đâu, em lo chồng em có chuyện. Em có một cái linh cảm gì đó thôi. Dạ. Em cứ linh cảm là chồng em mất không mà. Chứ đó giờ chồng em không bao giờ đi mà bỏ mẹ con em vậy anh ơi. Tội quá. Em không có biết chỗ ông chủ hả? Dạ không, ảnh chỉ nói là ông chủ ở Đại Nam này nè. Anh là em hỏi anh là anh cuốc ở đâu ạ? Anh nói là anh cuốc vòng vòng Đại Nam á, ông chủ cũng vòng vòng Đại Nam á. Em cũng đâu biết ông chủ tên gì đâu. Đợt chuyển khoản á cho em á là 1 triệu á, là tên là Phan Văn Linh, là em biết ông đó là tên Phan Văn Linh. Mà đó có phải là ông chủ chuyển không hay là người khác? Em hỏi á, em có hỏi chồng em tại vì đi 2 lần với ông chủ mà, là em hỏi anh ơi ông Phan Văn Linh này là ông chủ anh hả? Em thấy chuyển tiền cho em 1 triệu nè. Cái ông Phan Văn chồng em nói là ừ ông chủ anh đó. Là em chỉ biết ổng là tên Phan Văn Linh thôi. Tức là ông chủ này là chồng của em về là làm máy cuốc đúng không? Dạ. Vậy trước kia là công việc của chồng em như thế nào mà lại nghỉ mà qua ông chủ này làm? Cái dạng như bây giờ ít ai làm ăn khó khăn, ít ai có mà mua xe cuốc ở gì, mua đất đai rồi cuốc ra. Nên là chồng em chạy xe chầu, là chạy tài xế. Chạy tài xế giống như chạy xe chầu cát đá này kia đó. Là lái xe tải? Dạ lái xe tải. Rồi xong rồi chồng em á, đợt đầu tháng này nè, 1 tháng 12 chồng em lái rồi hai vợ chồng kia đụng chồng em, nhưng mà chồng em chạy xe lớn phải đền. Em nói thôi xui quá à, thôi đi về đi quê đi. Cái chồng em mới nói à, anh kiếm được việc làm ở xe cuốc ông chủ mới rồi nè, bây giờ thôi gác làm tới Tết đi rồi mình về quê luôn em ơi. Nói rồi em mới cho ở lại, nhưng mà em đâu nghĩ nó xui dữ vậy đâu. Trời đất ơi, vậy là 8 ngày trời là không có liên lạc được. 8 ngày dạ. Rồi đúng không em? Không có liên lạc được với chồng luôn. Chồng em đó giờ là đi đâu cũng về, điện về là hỏi con ăn gì chưa, rồi em sao rồi, rồi ăn uống gì chưa. Mà chưa bao giờ mà anh 8 ngày mà anh không điện về cho em chứ. Trước kia là đi đâu là cứ thường xuyên gọi điện về. Dạ, cho rồi. Vợ để dạ. Hỏi thăm các con. Dạ. Theo như em thì em đánh giá về chồng em như thế nào? Cái dạng như nhiều lúc em có tâm sự với bạn bè, nhiều khi nhiều hơn nhiều người nói chơi có khi nào nó bỏ theo gái không, mà em nói là em sống với chồng em đó giờ mà làm gì có vụ đó, không bao giờ đâu. Em chỉ sợ là em có linh cảm á. Với lại nó thúc đẩy em là kêu em đi báo công an hoài. Mà em sợ không tìm sớm được chồng em á, nên em nhờ bên anh Hải, bên đầu anh Hải kiếm chồng em giùm. Bây giờ các con của em ở đây hay ở quê? Dạ một đứa ở quê với một đứa ở đây. Đứa nhỏ ở đây hả? Dạ đứa lớn. Lớn, giờ là con thơ 3 tuổi. Dạ, đứa lớn ở đây đi học, còn đứa nhỏ thì ở quê. Bây giờ là hai vợ chồng hiện tại là đang tạm trú ở đâu? Dạ tạm trú ở Mỹ Phước 2 anh. Mỹ Phước 2, em thì làm công việc gì? Dạ em may tư nhân. May tư nhân, may là may tại nhà hả? Dạ may cho xưởng ở ngoài anh, xưởng ở ngoài. Vậy con bây giờ thì chồng như vậy là thời gian đâu để mà chăm con đây? Không ngày em đòi về quê, tại vì em sợ em ở đây em nghĩ quẩn. Khó khăn càng khó khăn hơn. Em phải suy nghĩ tích cực lên, em đừng có nghỉ quẩn. Em phải luôn nhớ rằng là em còn 2 đứa con thơ nữa, nghe không? Đừng có suy nghĩ bậy, rồi chồng sẽ quay về thôi nha. Chứ bây giờ em mà suy nghĩ, toàn suy nghĩ tiêu cực không thì sao được. Buồn ghê. Trên video này này, em có điều gì em muốn tâm sự với chồng em, gọi tên chồng em ra đi. Em nói với chồng đi.
Em nói anh ơi, anh ở đâu bây giờ, anh có gì, anh có bị gì anh về anh liên lạc với em để em biết, em kêu cha mẹ phụ giúp lo về cho anh đi về, chứ anh đừng không liên lạc gì, em sợ lắm, em sợ anh gặp chuyện này chuyện kia lắm anh ơi. Chồng là cao 1m mấy? Dạ cao 1m7, 1m7, 1m71 anh. Ừ, cao ha, nặng bao nhiêu xu kg em? Dạ 78 kg. Ồ, nặng. Chồng được có nhậu nhiệt không? Dạ không, từ lúc anh bị tai nạn tới giờ anh nhậu lắm, tại vì anh nhậu vừa là dây thần kinh anh căng á nên anh nhậu lắm anh. Theo như em chia sẻ rằng là chồng của em rất là tuyệt vời. Dạ. Là một người thì chồng, một người cha tức là rất lo cho gia đình. Dạ. Và lần này đi thì không biết cái sự cố như thế nào. Nên mà bản thân em là một người vợ mà năm nay tuổi đời của em còn rất nhỏ. Em mới 20 mấy thôi đúng không? Mà đặc biệt rằng bây giờ là em đang là hai đứa con thơ nữa. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn ha. Thôi cố gắng lên em nha. Cố gắng thôi chứ giờ sao giờ. Chuyện đâu còn có đó. Hy vọng rằng chồng của em hoặc là bạn bè của chồng của em sẽ xem được video này, thấy để báo tin cho chồng của em. Dạ. Về được hay chưa về được cũng phải gọi điện về báo tin cho vợ con, cho gia đình biết để gia đình yên tâm. Dạ. Hoặc là có gặp chuyện gì khó khăn thì cũng phải báo tin về để vợ chồng, gia đình, nội ngoại hai bên có cách có hướng để mà giải quyết xử lý đúng không em? Dạ. Em có điều nào em muốn nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng không? Để em nhờ cộng đồng mạng với anh cô bác anh chị này rồi chia sẻ giùm em để cho em sớm tìm gặp được chồng em, về cùng lo cho gia đình nữa, giờ cô lo con phụ em chứ giờ em khổ quá. Em nhắc lại một lần nữa là chồng em họ tên là gì? Chồng em á, họ tên là Trần Hoàng Nam. Quê quán? Quê quán ở Kiên Giang. Làm nghề tài xế xe cuốc với xe tải. Chồng em á, bạn bè chồng em hay gọi chồng em biệt danh là Cu Be, tại vì chồng em làm xe cuốc á anh. Nhiều khi ít ai kêu tên Nam lắm, ta kêu Cu Be không à. Hôm qua em hỏi bạn bè của chồng em á là em mới biết. Hôm qua em có đi dò hỏi nhà như em tìm vậy đó, em tìm đại tìm càng vậy đó, em hỏi vậy đó, có ai biết chồng em không á, là em mới biết là người ta hay kêu chồng em là Cu Be. Cu Be hả? Dạ, tại chồng em là xe cuốc á nên người ta kêu bằng Nam Cu Be, gọi là biệt danh Nam Cu Be. Dạ, giống đậu Cu Be á ha. Dạ. Rồi con em hỏi là anh chị cô bác có họ không ngày có thấy chồng em ở đâu không, rồi người ta nói là cả tháng nay không có thấy nó. Vậy là em, tất cả các bạn bè của chồng em, mối quan hệ là em đều biết đúng không? Em không có biết, nhưng mà em đi tìm đại á. À, đi tìm đại em hả? Em đi tìm đại, em hỏi đại, nhưng mà người ta chỉ giống như là người ta thương á, người người ta giống như là biết chồng em đi, mà cái anh chị đó biết mấy người đó là bạn của chồng em nữa. Rồi điện hỏi hết rồi mà không thấy. Trước giờ chồng có dẫn bạn nào về nhà chơi không? Dạ không, chồng không. Em không có nhậu ở nhà. Ra quán hả? Hoặc là nhưng đi mà cũng ít lắm. Chồng em mà hay chở vợ con đi chơi lắm, giống như là tối về đi đâu cũng vậy hết trơn á. Hôm qua em có hỏi là mấy anh chị đó là nói cái em mới hỏi là ủa anh chị có thấy chồng em không này khi nọ đó, cái xong mấy anh chị nói có khi nào về không biết chồng em có đi chơi bời gì không ta, cái em nói không nha, tao thấy nó ngồi uống cà phê ở đây nè, mà chị để ý nha, chị thấy mà em điện ha là nó về liền, nó thôi về chở vợ đi chơi, ảnh thương em với con lắm, nên là em nghĩ là chồng em là có chuyện gì rồi, chứ không khi nào mà ảnh bỏ gì mình đi đâu. 8 ngày trời qua em đi tìm chồng ở nơi nào? Thì em chạy vòng vòng em kiếm nó, em đâu em nhát xe, em không dám chạy xe bởi em mới nhờ chị chở em đi giùm. Cái chị khi nãy hả? Cái chị làm chung đó đúng không? Dạ, em nhờ chị đi giùm chứ em đâu có dám chạy xe đâu. Em chạy vòng vòng em chạy được, bởi vì chồng em đâu có dám bỏ em đi đâu. Tìm ở đâu bây giờ? Tìm trong vô vọng. Dạ. Em nói thật luôn, bởi vì cái thông tin mà em chia sẻ như vậy, mà em đi vòng vòng khu Mỹ Phước đó hả? Dạ. Mỹ Phước, Bình Dương để em đi tìm chồng vậy, trời ơi. Dạ, như em tìm để em hy vọng mong manh thôi, chứ em biết chồng em không có đó. Tìm đi để gọi là biết là không có cái quả tốt nhưng vẫn đi. Dạ. Rồi con em hiện tại bây giờ con là biết chuyện ba như vậy chưa? Con em 3 tuổi nhưng chưa biết nói chuyện, nhưng mà cái dạng như là nhớ cha rồi cái đứng cửa cái nhìn ra nhìn vô kiếm hoài vậy đó. Tại vì cha nó hay chở đi chơi á. Ngày nào cũng chở đi chơi, nhưng thiếu hơi cha rồi. Dạ. 8 ngày trời thiếu hơi cha rồi.
Con biết nói chưa? Dạ chưa, con nhỏ nhỏ thì biết nói nhưng mà ở quê đâu biết gì đâu. Còn mà nhỏ lớn thì chưa biết nói nhưng mà chỉ trông cha đi về chở đi chơi thôi. Nghe mà đất ruột vậy. Cái thông tin câu chuyện của chồng em đã báo tin cho bên chồng chưa? Dạ báo rồi. Rồi bên chồng có đi tìm hay là có lên kế hoạch như thế nào không? Có, cha mẹ mẹ chồng em là có dạng như là em có điện về kêu rồi, giống như là dòng họ cũng đi tìm giúp nè. Rồi mẹ chồng em là 2-3 ngày nữa là mẹ em thu xếp là lên đây là ở với em để sợ em có chuyện gì này kia nọ. Bây giờ một thân một mình, bây giờ em cái mức thu nhập của em có đủ để lo cho con không? Không, dạ không, tại vì em đi làm á, 4 giờ em về rồi để em lo cho con em á. Chứ em nói chung là chủ yếu là chồng em không à. Bây giờ là con là gửi người ta hả? Dạ gửi trường đi học. Ôi, trời ơi, một người vợ trẻ mà con thơ thế này khổ quá trời khổ. Rồi em cứ yên tâm bình tĩnh nha, bây giờ thì em cứ thật bình tĩnh, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, không suy nghĩ tiêu cực. Một ngày nào đó ngắn nhất chồng sẽ quay trở về thôi nhá. Quan trọng là bây giờ em phải chăm cho con em thật tốt nha. Dạ. Được không? Bình tĩnh được không? Em thì em tính là bữa nay em báo với đội hiệp sĩ xong em về quê luôn. Em sợ em ở đây em chịu không nổi. Ừ, cũng rồi, được. Rồi xong rồi mẹ chồng em nói thôi con ở đây để mẹ lên với con. Để mẹ lên với con thì rồi dạng như là ở đây để có gì có manh mối gì của chồng em mà đi lại nhanh hơn á, là ở dưới quê á. Thì bây giờ thì theo hai cái kế hoạch của em đều tốt. Em nếu mẹ chồng không lên đây thì hai mẹ con về quê. Dạ. Có thông tin gì anh em báo. Dạ. Chứ còn ở đây mà đêm hôm mà phụ nữ có mình rồi con cái, con thơ nữa rồi có chuyện gì rồi sao lo đây. Dạ. Còn nếu mà mẹ chồng mà dưới quê lên chăm được thì càng tốt. Như vậy thì tuyệt vời. Dạ. Phải có một người nữa ở đây. Đôi khi em có thể là em suy nghĩ chưa được thấu đáo. Nhá, bình tĩnh nha em gái nha. Ở hiền thì gặp lành nhá, bình tĩnh đi nhá, chồng quay về thôi nhá. Rồi thì hôm nay em về đây em nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng thông tin hình ảnh của em cũng như hình ảnh của chồng em lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích là tìm chồng. Thì em có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đăng tải thông tin này lên để tìm chồng không? Dạ em đồng ý. Cuối video này thì anh không biết nói gì hơn. Chúc cho em, chúc cho các con của em thật nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là một ngày gần nhất chồng em sẽ quay trở về để đoàn tụ với mẹ con nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây thật sự là một câu chuyện rất buồn và rất nghẹn lòng. Rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ video này lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội, để hy vọng một ngày gần nhất chồng sẽ quay trở về với lại em gái cũng như là con thơ. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 7858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp khuyên cũng như là tìm thông tin của anh trai sớm về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì em không biết nói gì hơn, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là thay mặt em gái gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất tới tất cả cô chú anh chị đã quan tâm chia sẻ cũng như là giúp đỡ tất cả mọi hoàn cảnh trường hợp về đây để tìm kiếm người thân. Để em xin phép xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.